Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của Hiền. Và video ngày hôm nay Hiền sẽ gợi ý cho các bạn một số bước trang điểm nhẹ nhàng sương sương đi đến trường để nhìn chúng ta bớt xấu hơn nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào video luôn nào. Sau khi rửa mặt xong thì Hiền sẽ sử dụng nước hoa hồng của nhà Thayer. Và hương Hiền chọn đó chính là hương lavender. Em này sẽ giúp khử trùng, sẽ khích lộ chân lông và kiểm soát dầu rất là tốt. Rất là khuyên mọi người sử dụng em này trước khi makeup bởi vì nó cấp ẩm rất là tốt và sẽ giúp da của chúng ta không bị mốc nữa. Và cách Hiền sử dụng toner đó chính là đầu tiên Hiền sẽ đổ nước hoa hồng ra bồng tẩy trang để lau lên mặt. Bước này sẽ giúp làn da của chúng ta sạch sẽ nhất. Và tiếp theo Hiền sẽ đổ em ấy ra tay và apply trực tiếp lên mặt để nước hoa hồng thấm vào da một cách tốt nhất nè. Mọi người đừng quên lau phần cổ nữa nha, bởi vì phần cổ cũng khá là quan trọng đó. Nhìn da cổ mà đen hơn da mặt thì cũng hơi kỳ. Và Hiền cũng là nạn nhân, mặc dù Hiền chăm sóc cổ cũng khá là khỉ á. À, Hiền nói thêm một tí về sản phẩm nha. Em này được chân cấp từ những cánh hoa hồng tươi. Sản phẩm sẽ có mùi thơm rất là đặc trưng của hoa hồng, chứa công thức lô hồi dịu nhẹ, bổ sung thêm vitamin E, tinh chất từ cây witch, hair gel. Toner của Thayer sẽ sẵn sàng chiều chuộng mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm về độ mọng đỏ luôn nè. Và nước hoa hồng sẽ giúp cân bằng pH cho da sau bước rửa mặt, lấy đi các vệt nước tàn dư của sự rửa mặt trên bề mặt da, cung cấp một độ ẩm nhất định cho da trước khi đến các bước chăm sóc tiếp theo. Tiếp theo Hiền sẽ sử dụng kem chống nắng của nhà Roman. Em này mang tên là Daily Sun Filter. Và dòng Hiền sử dụng trong video đó chính là dòng Dew Repeat. Em kem chống nắng này có giá siêu rẻ và cực kỳ chất lượng, được khá là nhiều beauty blogger review, nên là Hiền đã quyết định đưa mấy vào video để review chi tiết cho mọi người nè. Em kem chống nắng của nhà Roman gồm 3 dòng, đó chính là dòng Fresh Peach, Dew Repeat và dòng Tone Up Peach. Và dòng mà Hiền recommend cho mọi người sử dụng đi học đó chính là dòng Tone Up Peach, bởi vì mấy nâng tông da rất là tự nhiên. Còn dòng Dew Repeat thì sử dụng trong video em này sẽ giúp làm ẩm miệng của da chúng ta hơn á. Nói sâu hơn về sản phẩm đó chính là em này chiết xuất từ tinh chất trà xanh, giúp làm dịu và tăng sức đề kháng để bảo vệ da, nạp năng lượng giúp làn da được bảo vệ thêm rạng rỡ. Thứ hai đó chính là em này có chứa 8 loại hyaluronic acid, giúp cung cấp nước và giữ ẩm cho da, giữ ẩm sâu trong da, mang đến cảm giác làn da ẩm mịn bên trong, mịn lì bên ngoài. Và cuối cùng đó chính là em này có chứa chiết xuất từ tinh chất hoa anh đào, giúp da rất là mềm mại và nâng tông cực kỳ nhẹ nhàng. Và dòng Dew Repeat sẽ để lại một lớp bóng dầu rất là nhiều, nên là mọi người cần phải phụ phấn nha. Tiếp theo Hiền sẽ là bước vẽ chân mày. Bởi vì chân mày Hiền cũng có khá rồi nên là Hiền sẽ bỏ qua và đi đến bước concealer luôn nha. Và em trai khuyết điểm của nhà The Sam thì cũng khá là quen thuộc rồi. Em này chỉ có giá đâu tầm khoảng vài chục nghìn thôi. Sử dụng trai khuyết điểm đi học thì mọi người nên dùng một ít thôi, tại vì dùng nhiều quá thì sẽ nhìn mặt của chúng ta hơi giãn một tí á, để mắt hơi thâm một tí để thầy cô biết tối hôm qua chúng ta có học bài nè. Và tiếp theo không thể nào quên phụ phấn, và Hiền sẽ sử dụng em phấn phụ của nhà Eclipse. Và tông màu Hiền sử dụng đó chính là 21. Những bạn đã sử dụng làn da dầu thì không thể nào quên phụ phấn vào một buổi sáng được đâu. Và Hiền rất recommend mọi người sử dụng em này bởi vì chất lượng rất là tốt, chất phấn mịn che phủ lỗ chân lông cực kỳ đỉnh luôn á, kìm dầu cho da cực kỳ ổn mà giá thành lại rẻ nữa, nên là không thể nào mà chúng ta bỏ qua em này đâu ha. Giá này đang tầm khoảng dưới 150.000 nên là rất khuyên mọi người đầu tư em ý. Mà buổi sáng là chúng ta không thể nào mang chảo dầu trên mặt đi học được đâu nè, nên là nhìn da bạn nào mà láng miệng thì có thiện cảm ngay. Tại vì em kem chống nắng của nhà Roman để lại lớp bóng dầu rất là nhiều, nên là Hiền sẽ phủ phấn nguyên mặt luôn. Tiếp theo Hiền sẽ sử dụng má hồng của nhà Roman. Màu Hiền chọn để đi học đó chính là màu N01, bởi vì em này có màu da siêu tự nhiên luôn á. Và Hiền cũng đã có review em này ở video trước rồi, nên là bạn nào muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì ấn vào đường link của video Hiền sẽ để ở phần mô tả nha.
Và những sản phẩm Hiền sử dụng trong video ngày hôm nay Hiền sẽ để link ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Tiếp theo Hiền sẽ sử dụng bấm mi của nhà Vacoxy. Nếu bạn nào ngựa ngựa tí thì chuốt thêm một tí mascara, còn không thì bấm mi thôi cũng được xinh rồi. Nhưng mà không khuyên mọi người sử dụng mascara cho lắm, bởi vì học năm tiết thì mi sẽ bị tiềm nhiễm ra mắt á. Vậy Hiền sẽ sử dụng má hồng lúc nãy để chấm lên bờ mắt để thêm xinh nè. Hiện tại trên môi Hiền đang sử dụng em son của nhà Black Room màu A12 và Hiền sẽ trồng thêm em son bóng màu số 2 dòng Limited của nhà Romain nữa. Trong video thì Hiền sẽ sử dụng như vậy, còn khi đi học thì khuyên mọi người nên rán một lớp son bóng mỏng thôi thì cũng xinh lắm rồi. Ok, và bây giờ mọi người cùng xem thành quả ảo diệu của Hiền trên Instagram nha. Và video đến đây cũng hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho Hiền nha. Bye bye mọi người. Mua mua.